260 bao nhiêu? 60. 19 hay bao nhiêu? À, 19 chân nữa. 19 chân nữa ấy nhỉ. Không, trong phết thì không có vấn đề, anh chỉ sợ nó bị thấm dồ toàn là bị ấy thôi, xuống dốc quá bắt buộc phải đập đi xe ngã thôi. Và nhưng mà thì nó chỉ cách nhau một khúc thôi, nó cách nhau một khúc mà nhẹ hơn được mấy trăm, nó cách nhau vài mét đúng không? Kia với thằng này giá nó chênh lệch diện tích thằng kia với thằng này. Thằng này thì 4.1 x 15, còn 4. Thằng kia là 4.17. 4.17 như thế sâu hơn 2 mét. Bên này sâu hơn 2 mét hay bên kia? 4.1, 4.1 x 16, thằng kia sâu hơn 1 mét. Thằng này 4.1 x 16, 65 mét vuông. Còn thằng kia là cũng, thằng kia 68 mét vuông. Thằng kia 68 không? Thằng này 65. Thằng 65. Thế thằng kia nó cũng đẹp hơn. Thì nó vị trí nó đẹp hơn và cái ấy nó cũng đẹp hơn, tại vì nó trông mới thôi. Thì đúng rồi, canh nhau hơn 5 năm. Cái này bớt xong rồi. Cái này thì chắc chắn là vô xem được không? Vào xem mình chủ yếu mình xem kết cấu. Không, bây giờ tóm lại là anh cứ xem vị trí để ngưng vị trí rồi. Vị trí thì được rồi đó. Vị trí anh ấy rồi, nhưng mà anh chủ yếu em vào xem nhà thế nào. Nhà nó nát. Thương lượng thì được. Xuống rồi mẹ. 8 tỷ mẹ cố lên tí hết sức rồi quay sang. Em thấy rồi, em thương nhợi nó với anh ạ. Hả? Xem đi. Em đầu kia. Cái kia ưng hơn cái này số không của nó cũ, nó xuống cấp quá. Cái này khả năng phải đập vi sinh ạ. Bởi vì nó mới cái giá nó chênh nhau thế. Em chỉ sợ là mình vô ở một thời gian mà phải xây sửa các kiểu mà đấy, đập vi sinh lại nhưng mà phải đấy. Sửa tới sửa lui hoặc là phải đi trong thấm tới lui á, nó là phiền hà. Mình muốn biết hay xong mình phải làm trước mình sao xem biết được. Còn có bà xem nữa. Chứ vị trí này thì quá yêu rồi, xe tải vô thoải mái quay đầu. Này quá đẹp rồi, biết được. Đây là con hổ khả năng. Nếu mà ông chỉ làm sơn cái bề ngoài của ông bị cũ rồi thôi. Đúng rồi, bề ngoài ok. Chủ yếu là bên trong nhà ấy. Bên ngoài ấy. Bên ngoài ấy mà sơn không thì đơn giản quá đúng không? Nhưng mà bây giờ sẵn cho xem luôn được không anh? Sơn lại cửa làm ấy, như làm ấy cái sơn cái nào mới ngay. Bỏ ra khoảng tầm khoảng mấy chục triệu ấy. Trông mới ngay. Mình chủ yếu mình muốn xem cái kết cấu bên trong ấy. Đây là 260/19 phân anh. Có 4.1 không? Cả hai cái 4.1 à em? Hai cái đều là 4.1 à? Không, 4.7 còn cái là 4.1, 15, 16. Cái này 16 đi, cái kia 17. Không, nhưng mà cả hai cái 4.1 à? Cái kia 4, cái này 4.1. À, cái này nó 4.1. 4.1 thôi. Ông này ông có 15.9 thì coi như bù qua thì ông coi như là 4.16. Cái 4.17. 4.16 là tính từ chỗ từ cửa cửa sổ đi cửa này vô cửa trong. Kia hay cửa trong? Cửa trong, cửa ngoài này luôn. Cửa ngoài à? Tính từ cửa ngoài hay cửa trong? Không, nó tính từ diện tích xây dựng. À, tính diện tích xây dựng mà. Thì diện tích xây dựng thì cũng tính luôn cái này. Cái mặt thân vào là giống như bây giờ làm gạch đến đâu thì nó tính đến đấy. Chứ còn này mặt sân thì đâu có tính được, bởi vì mặt sân là tính rồi đâu. Không ai dám tính. Nếu không tính sang thì chắc thằng này rộng hơn. Để nó bên kia nó xây nấn cả, bên kia xây cả bên ra ngoài mà bên này nó xây thụt đến sang. Nhưng mà quá trình người ta xây thì người ta chừa nội giới, chừa nội giới nhưng mà người ta hoàn công đầy đủ hết rồi.
cho nên là nó được phép xây đến đấy bởi vì cái đường lộ nó to. Nhưng mà đã hoàn công đàng hoàng hết rồi thì là không vấn đề gì để lấy tờ. Cô nghe phải yên tĩnh, yên trí cao. Thoải mái yên tĩnh, không trong bên kia, không từ phía. Hôm nay đấy xe hơi người ta ném ở ngoài đường như thế này. Đậu suốt ngày đêm. Đó, mình thấy nhìn thấy nhìn dân chú xe mà ra chơi ra hay chợ luôn. Đúng rồi, chợ thì gần đây. Rồi 8 giờ mình ra giảm xuống 7 tỷ mấy em mua luôn, cuốt luôn ngày. Mua luôn lập tức. Thì là ông là căn nào để em gọi? Em cho anh xem cả hai căn. Tốt nhất xem cả hai căn so sánh. So sánh cho dễ. Nhưng mà chưa hẹn được ngày mai qua đó. Tính là để ngày mai hẹn ngày mai. Ừ, ngày mai đi. Hẹn mai chủ mình nói chuyện với chủ cho chắc đề cho thuê à? Thuê à? Bây giờ hiện tại mình không biết là chủ đây hay là chủ cho thuê. Nhưng mà để tối nay em gọi chủ rõ ràng xong là mình có cái cuộc hẹn. Là khoảng mai mấy giờ anh chị có thời gian? Tầm này. Anh chỉ rỗ tầm này thôi. Trong khoảng 4 rưỡi 5 giờ mấy hôm hẹn toán nó mưa hay bực cả mình. Đấy thì em mới bảo là vị trí thì đẹp rồi thì...